Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định Việt Nam với Trung Quốc, mệnh lệnh phải thắng. Thưa quý vị, từ Việt Nam đang hướng đến việc có 3 điểm ở trận đối đầu với Trung Quốc, lượt trận thứ 3 AFC Asian Qualifiers Road to Qatar, vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Tính chất quan trọng của cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Trung Quốc là điều không thể bàn cãi. Thầy cho huấn luyện viên Park Hauser để thua hai lượt trận đầu tiên trước Úc và Ả Rập Xê Út, trong khi Trung Quốc cũng chưa có bất kỳ điểm số nào. Nếu như thầy trò ông Litier di chuyển sang UAE từ ngay sau trận gặp Nhật Bản thì Việt Nam mới có mặt từ ngày 1 tháng 10. Thầy trò ông Park Hauser có vài buổi rèn quân tại đây trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu tối ngày mai, ngày 6 tháng 10. Công tác chuẩn bị trận đấu cũng được cả hai đội thu xếp rất chú đáo. Nếu Gucci và đồng đội có trận giao hữu với Syria, thì Việt Nam chỉ có thể đá tập nội bộ với U22 do các điều kiện khách quan. Về mặt lực lượng, trước giờ lên đường, tuyển Việt Nam phải nói lời chia tay đáng tiếc với Trọng Hoàng và Minh Vương. Tuy nhiên, chúng ta đã đón chào sự trở lại của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Câu Phượng. Tình hình nhân sự kể từ khi có mặt tại UAE của tuyển Việt Nam luôn được đảm bảo Văn Thanh và Văn Đức đều trở lại tập cùng đồng đội. Hậu vệ Văn Thanh khẳng định toàn đội sẵn sàng 100% cho trận đấu tới đây. Vấn đề tìm ra nhân tố thay thế cho những trụ cột bị chấn thương cũng được giải quyết ổn thỏa. Về điều kiện thời tiết ở UAE, phía Trung Quốc kiến nghị thành công để đổi giờ thi đấu do lo ngại ảnh hưởng đến thể lực. Từ Việt Nam từng đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại đây vào tháng 6 nên cũng dễ dàng thích nghi hơn so với đối phương. Ngay trước thêm trận gặp Việt Nam, tuyển Trung Quốc đã đón nhận tin không vui với sự vắng mặt của Wei Sihao. Tiền đạo này bất ngờ gặp chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài trận gặp Việt Nam. Wei Sihao là chân sút được kỳ vọng rất nhiều bên phía tuyển Trung Quốc. Nhưng nếu xét về chiều hướng ngược lại, đây được coi như món quà từ trên trời rơi xuống. Đối với thầy trò ông Park Ha-seo. Ở cấp độ tuyển quốc gia, Việt Nam toàn thua trước tuyển Trung Quốc qua 6 lần chạm trán. Tuy nhiên lần gần nhất, hai đội tuyển quốc gia gặp nhau đã là từ năm 2012. Hy vọng rằng với việc chuẩn bị kỹ càng, cộng thêm đà hưng phấn về mặt tinh thần và sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ nước nhà, các chiến binh sao vàng sẽ giành được chiến thắng trước Trung Quốc. Lịch sử đang chờ đợi thầy trò ông Park Hang-seo. Dự kiến đội hình của hai đội như sau. Đội tuyển quốc gia Việt Nam, Tấn Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh. Đội tuyển Trung Quốc: Zhang Jobling, Wang Senchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Ai Kaisen, Zhang Siye, Jing Jingdao, Gu Si, Gu Sihan, Gu Lei, Zhu Da Bao. Đội tuyển Việt Nam trước màn chạm trán Trung Quốc, quyết chiến quận này. Thưa quý vị, Trung Quốc là đối tượng mục tiêu để tuyển Việt Nam hướng đến điểm số đầu tiên ở vòng loại 3 World Cup 2022 đó không phải nhiệm vụ quá tầm với đoàn quân của thầy Park Hang Seo. Dẫu rằng thầy trò ông Lee được đánh giá cao hơn trước trận Trung Quốc gặp Việt Nam. Đối thủ không phải ngáo ộp. Phải thừa nhận, kết quả sau hai trận đầu của tuyển Việt Nam không nằm ngoài dự đoán khi đoàn quân của thầy Park Hang Seo nhận hai trận thua trước Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1. Đích nhắm thiết thực nhất của tuyển Việt Nam sau khi có kết quả bốc thăm là quyết chiến với Trung Quốc và Oman để tìm kiếm những trận thắng tại vòng loại 3 World Cup 2022. Đây là mục tiêu được đánh giá thực tế nhất khi trình độ các học trò của ông Park được đánh giá tiệm cận với năng lực chơi bóng của Trung Quốc và Oman. Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Trung Quốc đứng thứ 75, còn Việt Nam tụt xuống tí vị trí 95. Cách biệt 20 bậc phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội. Nhưng điều này không có nghĩa, cơ hội có điểm, thậm chí là chiến thắng của tuyển Việt Nam không có. Bóng đá thì luôn chứa đựng bất ngờ. Oman từng gây sốc khi quật ngã Nhật Bản ngay tại sân đối phương, dù cách biệt giữa hai đội bóng lên tới 52 bậc. Ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng đã hạ bệ UAE 1-0, dù thứ hạng của đội bóng này còn cao hơn cả Trung Quốc. Đây chính là những điểm tựa cho đoàn quân của ông Park Hang-seo bước vào trận quyết chiến với đội bóng láng giềng với tâm thế tự tin, quyết tâm cao nhất. Thuận lợi cho tuyển Việt Nam là sức mạnh sân nhà của Trung Quốc đã bị triệt tiêu. Ba trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 trước đó cũng chắc chắn giúp cho tuyển Việt Nam không bị bỡ ngỡ khi thi đấu lúc nửa đêm ở Tây Á. Bình tĩnh mà chơi. Rõ ràng thi đấu với Trung Quốc trên sân trung lập là cơ hội lớn để tuyển Việt Nam hướng đến những điểm số đầu tiên. Đối thủ không phải là ngáo ộp của châu Á, là niềm tin khác để Công Phượng và đồng đội hướng đến một kết quả khả quan ở lượt trận thứ ba. Dù thua hai trận trước Saudi Arabia và Australia, nhưng tuyển Việt Nam để lại những dấu ấn tích cực và lạc quan về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu. Đó là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt hy vọng vào thầy trò ông Park khi đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải những yếu tố được đánh giá trên lý thuyết, từ những bài học trong quá khứ, tuyển Việt Nam nóng vội trong cách tiếp cận trận đấu. Trước Australia hay Nhật Bản, Trung Quốc là đội bóng nhỏ, nhưng khi đối đầu Việt Nam, cái tôi của một đội bóng trên cơ có thể sẽ được đoàn quân của ông Littier thể hiện bằng cách bung sức để thể hiện vị thế của mình. Một khi dâng cao, Trung Quốc lộ ra nhiều khoảng trống bên phần sân nhà để tuyển Việt Nam khai thác. So với hai trận trước, tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng. Hàng thủ được kỳ vọng sẽ giàu dậu chắc chắn hơn khi Duy Mạnh trở lại sau án treo giò. Còn Tiến Dũng đã bình phục chấn thương. Trên hàng công, huấn luyện viên Park ha có đầy đủ gương mặt chủ chốt phục vụ chiến thuật phòng ngự phản công. Trong đó, những câu phượng, tiến linh được kỳ vọng sẽ tung những cú đấm nóc ao khi Trung Quốc say miếng đánh tấn công tổng lực để ăn tươi nuốt sống đội tuyển Việt Nam. Nói cách khác, dù khát thắng như đoàn quân của ông Park vẫn phải nên trung thành với miếng đánh sở trường phòng ngự chặt, phản công nhanh, vốn tạo nên thương hiệu trong thời gian dài vừa qua. Báo Trung Quốc đừng rơi vào bẫy của tuyển Việt Nam Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc nhận định huấn luyện viên Li Tie sẽ cho học trò chơi tấn công, nhưng cần cảnh giác trước các đợt phản công của tuyển Việt Nam. 163.com cho biết tuyển Trung Quốc đang quyết tâm có 3 điểm trước Việt Nam. Chiến thắng giúp các tuyển thủ chút bỏ được áp lực sau hai trận thua mà không ghi bàn nào. Về chiến thuật, Trung Quốc chắc chắn không chơi phòng ngự giống như trận gặp Nhật Bản mà chủ động tấn công. Điều này sẽ rơi vào bẫy của Việt Nam. Họ đã thể hiện được điều đó ở hai trận gặp Australia và Saudi Arabia, dù hai đội đều phòng ngự chắc chắn. Một khi từ Việt Nam có lợi thế, họ sẽ toang hàng phòng ngự Trung Quốc, 163.com nhận định. Truyền thông Trung Quốc nhận định phòng ngự phản công là chiến thuật của các đội yếu được lựa chọn, nhưng có tỷ lệ thành công cao. So với tuyển Trung Quốc, cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi về thể hình, nhưng nhanh nhẹn và linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng để Việt Nam lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Bài viết khác trên 163.com cho rằng, cầu thủ Trung Quốc cần tận dụng ưu thế thể hình trong tình huống không chiến, nhất là khi dàn xếp đá phạt. Nếu tuyển Trung Quốc muốn hạn chế sức mạnh đối thủ đồng thời phát huy hết trình độ kỹ thuật, họ phải bố trí chiến thuật hợp lý, tận dụng lợi thế vóc dáng. Sau hai trận thua đầu, tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu duy nhất giành chọn 3 điểm trước Việt Nam. Khi đó về mặt chiến thuật, đội đương nhiên sẽ chủ động tấn công. Cầu thủ Việt Nam sẽ có kỹ thuật tốt nhưng thể lực tương đối yếu. Bài viết có đoạn: HLV Li Tie cùng cộng sự chú trọng các bài đá phạt và chơi bóng bổng của Trung Quốc. Nhà cầm quân 44 tuổi nghiên cứu kỹ lối chơi tuyển Việt Nam và lên phương án đối phó. Trợ lý Xin Feng cho biết, chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. Trong buổi tập gần đây, chúng tôi chủ yếu cho cầu thủ thực hiện các quả tạt vào vùng cấm hoặc tấn công trung lộ. Hy vọng đội sẽ đạt kết quả tốt khi tiếp Việt Nam. Trong khi đó, Sina tỏ ra thận trọng bởi đội ngũ bang huấn luyện từ Việt Nam có trợ lý Park Jong-kyon, người từng dẫn dắt đội bóng Tianjin Thiên Tân năm 2018-2019. Từ Việt Nam có quân sư Park Jong-kyon, người từng dẫn dắt đội bóng ở Super League. Điều này không tốt cho tuyển Trung Quốc nhiều thành viên của đội từng đối đầu với Tianjin do huấn luyện viên Park Chung Kyon chỉ đạo. Vì vậy ông ấy đã am hiểu lối chơi của các cầu thủ, Sina cho biết. Báo chí Trung Quốc cho biết thông qua buổi tập gần đây, nhiều khả năng tuyển Trung Quốc áp dụng chiến thuật bốn hậu vệ. Trong hiệp 1 gặp Australia, huấn luyện viên Lee cho học trò chơi theo sơ đồ 442, giống như cách họ thể hiện ở vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển Trung Quốc chạm trán Việt Nam lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Hà Nội trên sân vận động Saja tổ trọng tài người uae điều hành trận này với ông mohamed hassan là trọng tài chính Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.